Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình chia sẻ một cái câu chuyện cực kỳ thú vị, và có lẽ là nếu như ai không tin thì họ sẽ bảo là cái đó là mê tín dị đoan. Còn nếu như ai cảm thấy hứng thú về cái câu chuyện này thì bảo đảm các bạn sẽ hồi hộp từng cơn và theo dõi cái diễn biến như thế nào nha. Mong là cái câu chuyện sau đây sẽ giúp tất cả mọi người vui trong ít phút thời gian sau giờ làm việc mệt mỏi nha. Cùng theo dõi các câu chuyện như thế nào nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ kể cho tất cả mọi người nghe một câu chuyện có thật. Và chồng mình là người bị, và mình là người chứng kiến, và mình phải trải qua cái cảm giác đó thì mình mới hiểu được là cái chuyện đó nó như thế nào. Và cái cảm giác khi mà cái người thân của mình mà nó xảy ra những cái chuyện ma quái trong gia đình mình, thì mình mới có được cái niềm tin mãnh liệt, và mình hiểu được là cái cảm giác nó khó chịu hay đôi khi là nó sợ hãi đến mức nào. Thì câu chuyện sau đây là cái câu chuyện là chồng mình bị ma nhập. Đó là bữa đó chồng mình bị bóng nhập các bạn ơi. Và câu chuyện như thế nào thì mời mọi người cùng theo dõi video nhé. Qua tới cái chuyện ma cho các bạn nghe là kể cả bóng sống nó mê, mà bóng chết nó cũng mê luôn. Là bữa đó mình chở ông đi qua bên cái chỗ cậu của mình, là cái trong khu vực đó rất là sâu, nó nằm ở trong ruộng á các bạn. Nó kêu bằng ở trong điền á, là các bạn biết là trong điền là nó sâu tới cỡ nào, là nó tút ở trong đó nè. Cái xong cái mình dẫn ông vô trong đó, thì cái khu vực đó là nó rất là vắng, mà cái đường đi các bạn thấy là hai cái lá nó xen, nó gian đường như nè. Nếu như các bạn chạy không khéo á, là lá nó tạt vô mặt rách da luôn á. Rồi cái xong á, bữa đó mình chở ông đi, mà tối lúc đó là mình 10 giờ mấy mình mới về, tại vì mình vô trong đó là 4-5 giờ chiều rồi, thì ở lại chơi với người ta cũng chờ người ta làm mồi cũng cả tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa, rồi ngồi nhậu cũng cứ 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa. Thì tới khi xong rồi đi về là tới 9-10 giờ mấy rồi. Rồi cái xong cái lúc đó là ở trong nhà cái ông đó là mình thấy ổng có cái biểu hiện nó khác rồi. Mình thấy cái biểu hiện của ổng là gần như là ổng đã muốn lên xác rồi, là muốn bị nhập rồi. Cái đầu cái mình mới dẫn ông về, tại vì mình đã chứng kiến ổng bị nhập một lần rồi, là mình biết được cái biểu hiện của ổng. Mình thấy lúc này là bắt đầu ổng có cái thái độ và có cử chỉ, và cái ánh mắt của ổng rất là lạ. Các bạn biết không, khi mà cái người mà họ bị nhập á, cặp mắt của họ rất là lạ, nó không có được bình thường như mình, mà cái hồn trong con mắt của họ nó không có được bình thường, nó kỳ lắm. Xong rồi cái mình mới dẫn mình mới nói thôi đi anh ơi, đi về. Cái ông kia ông cứ quý khách mà giữ ở lại, thôi ở lại chơi chút nữa đi rồi về chi, đang chơi vui mà về gì. Cái mình mới nói thôi trễ rồi anh ơi, 9 giờ mấy rồi, mà mình từ giả từ 9 giờ tới 10 giờ mình mới về được. Khi mà mình chở ông về, lúc mà ra xe là bắt đầu mình thấy ông không chịu lên xe rồi, là ông có cái thái độ cử chỉ rất là kêu bằng chống cự á, và không biết mình là ai á. Mình là vợ ổng, mà khi mà ổng bình thường á, ổng rất là cưng mình. Nhưng mà khi mà ổng bị nhập vô rồi á, các bạn biết cái thái độ cử chỉ của họ khác liền. Họ nói, ủa mày là ai vậy? Mày kêu tao đi đâu? Ổng nói với mình vậy đó. Cái mình mới nói là, ừ em là vợ anh nè. Cái nói, mày đâu phải vợ tao. Cái xong cái nói, ừ thôi, không phải là vợ cũng được, bây giờ mình chở bạn về. Mình nói vậy đó. Cái nói bây giờ mình chở bạn về nè, đi về. Cái nó nói là hả, đi về ở đâu? À, tao đâu có muốn về, tao đang ở đi chơi mà tao đâu muốn về. Mà nói chuyện theo cái kiểu là không có hồn xác gì trơn á. Nói chuyện các bạn thấy những người mà họ bị nhập nó kỳ lắm, nó khác lắm. Cái cách nói chuyện rất là khác. Xong mà nó giống như là cái hồn phách của ổng nó không có nhập hẳn vô người ổng. Nó cứ chập chờn á, lúc thì hai câu đầu là ổng nói chuyện là ổng không biết mình, nhưng mà hai câu sau là ổng nói em ơi nó quậy anh rồi. Ổng nói vậy đó là ổng còn nhận thức được là nó nhập vô ổng. Ổng nói hả, nãy giờ nó quậy anh đó hả, nó cứ vô anh hoài, anh bực mình ghê. Ổng nói như vậy là mình biết là ổng biết được là ổng đang bị nhập. Xong rồi cái lúc mà mình chở ổng về, trên đường chở ổng về thì nó cứ theo kiểu là nó cứ nhảy ra nhảy vô á. Lúc á thì ổng nói chuyện theo cái tiếng của ổng, lúc thì ổng nói chuyện theo cái tiếng của nó. Mà khi ổng nói chuyện với mình á là cái giọng của ổng như vậy nè. Em, vợ, nó nghe nè. Đó,
là cái câu, cái thái độ của ổng nói chuyện kiểu đó. Còn khi mà nó nhập vô ổng á, mày chở tao đi đâu vậy? Nhà tao nó phải chỗ này. Mà chồng mình là không bao giờ nói chuyện kiểu đó. Ổng là theo kiểu là đau to búa lớn, ổng nói chuyện giống như Trương Phi vậy đó. Là hả, cọc lóc. Một là cọc lóc, hai là cục ngủng cục ngảo, chứ không theo kiểu là không bao giờ mà nói chuyện cái kiểu đó. Mà khi ổng nhập lên mà ổng nói cái chuyện cái ẻo vậy các bạn. Mày chở tao đi đâu vậy? Cái mình mới nói thì chở đi về nhà, mình nói vậy đó. Mình cố gắng mình lấy tinh thần, các bạn nên nhớ là khi mà các bạn bị đối diện với một cái người bị ma nhập thì các bạn nên giữ tinh thần thật là vững, tại vì khi tinh thần mình vững là mình mới nói chuyện được nó, là cái kêu bằng cái linh hồn của mình nó mạnh hơn nó. Nếu như mà các bạn bị sợ, bạn bị run sợ trước nó thì các bạn sẽ bị nó hà hiếp, tại vì nó nhìn được cái sắc thái của mình. Bởi vì mình nói các bạn nghe là khi mà người ta nói là ma bắt coi mặt người ta đó, là khi nó dòm mình có thần sắc. Ví dụ như bữa nào các bạn dòm cái mặt cái người đó mà các bạn cảm thấy là nó tươi tắn là các bạn biết là trong người họ khỏe. Và các bạn dòm họ là cái mặt họ sẫm màu á, và nhìn họ ghê ghê, là một là họ sẽ bị bệnh hay gì đó, hay hai là họ sẽ đang bị là một cái thế giới tâm linh quấy rối. Tại nếu như các bạn không gặp được những người đó thôi, nếu như các bạn gặp được những cái người mà họ đã từng bị ma nhập đó, và họ đang bị ma nhập á, là cái thần sắc của họ ngay cái phần tâm giác này nè, là thứ nhất nó không có hồn, thứ hai là nó sẫm màu các bạn. Nó sẫm màu, ví dụ như cái vùng mắt này nó sẫm ha, cái vùng tâm ngay chỗ nhân trung này nó cũng bị sẫm màu luôn, rồi chỗ này nó cũng vậy luôn. Các bạn dòm vô cái khuôn mặt của họ nó sẫm màu, và hai cái thái dương này của họ nè, hai cái gò má này của họ nè, nó cũng bị sẫm màu luôn. Và có nhiều người thì hai cái bàn tay ngay chỗ này của họ là nó đổi sang cái màu xanh xanh luôn, là theo kiểu là mình nhìn mình giống như là những người bệnh vậy đó, giống như những người bệnh, nhưng mà nhìn cái nét mặt giống như mình. Cái đó là gọi là trong đạo Phật họ nói là tâm linh, là cái tâm linh của cái người đó, cái linh hồn của người đó, và cái linh hồn của mình cảm nhận được từ cái linh hồn của người đó, và mình nhìn thấy được. Bởi vì mình nói là mình không nhìn được bằng mắt thường, nhưng mà mình cảm giác ở người đó là người đó nó giận mình, hay là mình cảm giác ở người đó là người đó đang buồn, giống như họ đang vui nhưng mà họ nói chuyện với mình mà họ cười, mà mình nói là tôi thấy cái nụ cười đó, tôi có cảm giác như cái nụ cười đó nó không được vui. Đó là cái linh cảm giữa cái linh hồn của mình và cái linh hồn của người đối phương. Đó là triết lý theo đạo Phật, và nó cũng áp dụng vào cái đời thường. Như vậy là mình nói cho các bạn nghe là hiểu là tại sao mình dòm khi mà mình nhìn được cái người nào mà họ bị ma nhập là họ rất là kỳ. Còn các bạn nhìn những người mà họ giả bộ là nó khác. Các bạn dòm những người giả bộ là cái thần sắc, đặc biệt là trong con ngươi này nè, trong con ngươi này của họ nó bình thường, và cái võng mạc ở trong đây của họ nó rất là long lanh. Ví dụ như các bạn dòm đây cặp mắt của mình nè ha, đó các bạn dòm nó rất là trong veo đúng không. Nhưng mà khi mà các những người đó mà họ bị nhập á, là ở trong cái giác mạc này của họ là ở phần chính giữa này nè, là nó không có bị trong, mà nó giống như là cặp mắt bị thôi miên vậy, các bạn hiểu không? Y như cái cặp mắt mà bị thôi miên gì đó, nó lờ đờ mà nó không có hồn, và cái con ngươi ở phía trong á, cái kêu bằng cái gì ta, cái phía trong con mắt của mình á, nó sẽ co lại, cái nó không có giãn ra. Thay vì con mắt của mình muốn nhìn một cái gì đó mình phải giãn ra gì đúng không? Nhưng mà cái đó nó sẽ co lại, nó còn chút xíu gì nè các bạn, dòm nó kỳ lắm. Là những cặp mắt của cái người mà bị ma nhập á là nó như vậy đó. Và họ dòm á, họ không có linh hoạt, cặp mắt của họ dòm không có linh hoạt, tại giống như là họ đang bị thôi miên, đang trong cái tình trạng bị thôi miên, là khi mà linh hồn họ nhập vô là họ bị thôi miên, và cái hồn xác của họ, cái giống như cái linh hồn của họ đã xuất ra rồi, giống vậy đó. Là bắt đầu cặp mắt của họ nó lờ đờ mà cái nét mặt của họ nó tự nhiên nó biến sắc các bạn không, nó không phải là nó biến cái khuôn mặt,
Ví dụ như cái mặt mình đang xị xuống mà nó dữ lên vậy thì nó không không có nha. Nó biến cái sắc mặt, ví dụ như cái sắc mặt của mình hiện tại là các bạn thấy nó đang màu da mà các bạn cảm thấy nó hồng hào đúng không? Nó tươi đúng không? Nhưng mà khi mà cái người đó mà họ nhập vô, các bạn sẽ dòm giống như bên đây vậy nè. Nó sẫm màu lại, nhưng mà các bạn dòm ở cái vùng tam giác này nè là cái màu nó sẽ sẫm lại, và cái da của họ và hai cái gò má này nó bị xanh đi. Đó là cái khi mà chồng mình á, ổng bị ma nhập như vậy, bắt đầu các bạn biết không, ổng nói chuyện rất là khác. Ổng nói là mày chở tao đi đâu giờ, nhà tao đâu phải chỗ này. Cái mình mới nói là biết rồi, nhà vậy là nhà nhà bạn ở đâu. Cái nói là nhà tao ở đằng kia kìa, là mình đang chạy hướng này, nó chỉ ngược lại hướng này là cái hướng mà mình mới đi đó, mình mới chạy ra khỏi cái nhà đó đó, nhà tao hướng này nè. Cái mình mới nói là ngồi chờ một chút xíu đi, tôi xe tôi hết xăng rồi, để tôi chạy ra, tôi đi tôi đổ xăng rồi tôi vòng vô tôi chở về nhà cho. Mình nói với cái thái độ là mình phải mạnh hơn nó, và cái linh hồn của mình không được sợ nó, là nó nhìn nó không thấy mình sợ nó, và cái kia bằng cái thần sắc của mình không có bị tái lại á, thì nó mới sợ mình, các bạn hiểu không? Cái đầu mình dụ nó vậy đó, mình nói mình chở nó đi vậy đó. Xong rồi cái tới hồi mà khi mình chạy ra ngoài ngoài đường đó rồi á, một khoảng xa vậy, nó nói là gì ta, tự nhiên cũng đang quên nè. Nó nói là mày chạy xa quá rồi, vòng lại đi, nhà tao đằng kia kìa. Nó nói mình vậy đó. Cái xong mình nói ha, bây giờ chở đi chơi chịu không? Cái nó nói là đi chơi hả? Cái nó hỏi là đi đâu vợ? Cái mình mới nói là rồi bây giờ chở đi nhậu tiếp ha, đi qua lại cái nhà anh kia kìa, đẹp trai lắm, nhậu tiếp nha, chịu không? Cái nó nói ừ vậy thì đi. Cái còn không á, các bạn biết không, là không chịu đi, cứ nói à thôi, à, mày chở tao vòng lại nhà tao đi. À, rồi cái xong cái mình mới nói là nhà bạn ở đâu, mình cứ hỏi, mình hỏi để mình câu giờ các bạn, để mình chạy về nhà. Mà mình chạy mình rất là run run lắm, trong lòng mình nó run, mình sợ lắm, nhưng mình cố gắng mình giữ trấn an cái tinh thần của mình để không cho nó thấy được là mình sợ nó. Khi mà các bạn làm cho nó sợ, các bạn làm mà cho nó thấy các bạn sợ nó rồi, là các bạn sẽ không làm lại nó đâu, và cái lúc đó là nó sẽ bắt cái xác của cái người mà nó nhập đi luôn á, là nó dẫn đi đến cái nơi mà nó chết á. Các bạn biết không, là không có được đâu, là khi mà nó dẫn đến cái nơi mà nó chết rồi là nó sẽ bắt cái xác người đó luôn, và nó nhập người đó hoài luôn, nó sẽ không xuất ra nữa. Bây giờ là nó chỉ là nhập về xuất là nó còn nhẹ thôi, còn nếu như nó bắt xác mà đi ra tới nơi đó rồi là nó bắt cái xác người đó luôn á. Cho nên mình sợ lắm, tại vì lúc đó mình có nghe ông ngoại mình nói á, là những cái người mà bị bắt xác á, là nếu như mà nó dẫn mình đi ra cái nơi mà nó chết á, nó sẽ dụ mình đi ra cái nơi mà nó chết để nó bắt xác mình. Nếu như mà mình đi ra tới đó là mình sẽ bị bắt xác luôn, là theo kiểu nó nhập luôn á, là phải sử dụng những biện pháp rất là mạnh mới đẩy nó ra được á. Cho nên hả, là mình sợ lắm, mình không có cho ông đi. Cái mình dụ nó đi về nhà, tại vì á, mình nghĩ là mình về nhà rồi có nhiều người họ giúp mình nó sẽ đỡ hơn. Xong rồi chạy trên đường đó là chút xíu sau nó cứ xuất ra. Cái chồng mình nó nói mấy đứa này nó cứ đeo trên vai anh hoài, bực mình quá. Ông nói mình vậy đó. Cái em lúc nó đang nói chuyện với mình, mày, cái mình hỏi là chở đi chơi chịu không, cái xong cái mình vừa mới nói dứt câu cái mình nghe ông nói mày nghe nó, mấy đứa này nó cứ đu trên vai anh hoài, bực mình quá, em thắng xe lại đi, anh quýnh mấy này chết mẹ luôn. Cái ông nói vậy đó, ông nói vậy xong cái mình nói ngồi yên đi để tôi trở về. Cái mình vừa nói câu đó vậy, nó nói hả, nó nói sao xa quá vậy, nãy giờ xa quá vậy, thôi đi về đi. Đó là các bạn thấy là hai cái thái độ và cái thái cực khác nhau liền. Và chút xíu sau mình nói thiệt cái hả, là nói chuyện với ổng cái lúc đó là giống như là mình đóng phim vậy các bạn, là mình nói chuyện với người này xong mình nói chuyện với người khác, trong vòng tích tắc mấy giây thôi là mình nói chuyện với người khác liền. Và khi mà mình chạy ngang cái nghĩa địa, mình rất sợ ngang đi ngang nghĩa địa đó, tại vì nó đang bị nhập như vậy là coi như là cái hồn của ông chồng mình nó không có được nguyên vẹn trong cái thể xác, là mình sợ là khi mình chạy ngang cái nghĩa địa đó, là cái nghĩa địa đó rất là lớn, mà ngày xưa bà ngoại mình nói là cái nghĩa địa đó nó ma quỷ nhiều lắm, đi ngang là nó chổi nó đá vô
vô xe rào rào luôn á. Rồi cái hả mình sợ là khi mình đi ngang nghĩa địa đó là thêm hai ba cái vong linh theo nữa là coi như thì mình chắc chết quá. Nó nhảy xuống xe, nó bắt ổng nhảy xuống xe rồi nó bắt ổng vô cái bù vô trong cái nghĩa địa đó, là coi như là mình không dám vô. Bảo đảm nếu như mà nó mà dẫn ông vô nghĩa địa đó là mình sẽ không vô, mình đứng ngoài này là mình la làng thôi chứ mình không dám vô, tại vì nghĩa địa đó có nhiều mã lắm, mình sợ lắm, đặc biệt mình sợ ma lắm, mình không dám vô mấy chỗ đó đâu. Cái hả mình cố gắng mình chạy xe với cái tốc độ nhanh để cho ông đừng nhảy xuống. Cái xong hả đi về qua khỏi cái đoạn đó, mà may sao mà qua khỏi đoạn đó ổng không bị nhập. Mình đi tới cái đoạn đó mình rất là sợ, mình niệm Phật, mình sợ là mình nói là cầu trời khẩn Phật cho con qua khỏi cái đoạn này để con về tới nhà được, tại vì từ nhà mình đi đi về cái đoạn nhà đó mà đi về tới nhà mình đó là phải đi ngang cái nghĩa địa đó, và nghĩa địa đó đi ngang cũng cỡ 5 phút mới qua khỏi nghĩa địa đó. Là các bạn biết nghĩa địa đó cũng khá là lớn. Cái xong mình sợ lắm, cái mình mỗi bữa thì mình chạy ngang mình cảm thấy bình thường lắm, tại mình đi buổi sáng không mà. Mà bữa đó mình đi mà ổng đang bị như vậy nữa, mình rất là sợ, cực kỳ sợ luôn. Sợ là khi mà nếu như mà mình có một cái sơ suất nào đó mà ổng xuống xe được rồi là ổng chạy thẳng vô trong đó là coi như là mình thua. Rồi xong rồi hả, nhiều khi là cái thằng đó nó không bắt ổng nhưng mà những cái người vong linh ở đó nó bắt ổng thì làm sao? Cái khi mình chạy về tới nhà là gần về tới nhà là ổng tỉnh các bạn. Ổng tỉnh, ổng không có ổng không có nói chuyện với mình theo cái kiểu BD đó nữa. Mà cái lúc mà vô tới nhà là bữa đó mình có kể với cái tất cả các bạn nghe đó, là khi ổng vô nhà xong ổng đi thẳng ra sau, cái ông đi toilet xong ổng vòng vô cái đầu ổng bị nhập thêm một lần nữa, là những cái vong hồn ở cái đất đó nhập ổng nữa. Và cái câu chuyện đó là bữa trước mình đã kể cho các bạn nghe, thì nếu như các bạn muốn nghe cái câu chuyện đó nữa lại thì các bạn hãy bấm dưới phần bên dưới và kia coi là khi chồng bị ma nhập như thế nào đó, thì các bạn xem video đó giùm mình ha. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây, và cái mình mong là cái câu chuyện này sẽ thỏa mãn cái sự tò mò của tất cả mọi người, và câu chuyện này là câu chuyện có thật thì có người tin và có người sẽ không tin, nhưng mà mình mong là nó sẽ bổ ích và nó sẽ có một chút gì đó hữu ích cho tất cả mọi người trong cái cuộc sống này, vì cuộc sống này nó có nhiều việc mà mình sẽ không ngờ đến, và đôi khi là những cái câu chuyện mà mình kể mà họ cho là đùa, họ cho là xạo ở trên đây thì có lúc sẽ giúp ích cho họ trong một cái thời gian mà họ gặp phải cái sự cố hay một vấn đề nào đó, mà họ sẽ sực nhớ ra được những cái điều mà mình nói trong video này, và họ có được cái kiến thức để có thể chống chọi lại, hay đôi khi là sẽ giúp ích được cho gia đình mình không có bị bắt xác đi mất tiêu. Thì mong mọi người yêu thương kênh của mình bằng cách là subscribe kênh, nhớ bấm cái chuông kế bên cái nút subscribe nha, và hãy để lại comment bên dưới nếu như các bạn quan tâm về một vấn đề nào đó. Hãy like và share cho mình nếu như các bạn yêu thích cái video này. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video sau. Bye bye.